Tử vi tuổi Bính Thân 1956, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng tư âm lịch. Hãy theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của tuổi Bính Thân. Những người tuổi Thân nói chung và Bính Thân nói riêng ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì vậy mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị. Những người tuổi Bính Thân năm 1956 thuộc mệnh hỏa, tức mệnh lửa. Họ thường có sự quyết đoán, cùng ý chí cứng rắn, luôn kiên trì, bền bỉ đến cùng, theo đuổi đam mê của bản thân. Họ là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ và che chở cho cả đội. Tuy nhiên, vì đôi khi quá cứng đầu, bảo thủ và không nghe lời mọi người, nên mối quan hệ đồng nghiệp cũng không suôn sẻ. Tiền vận có phần vất vả, mệnh chủ nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, sau áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên, tuổi Bính Thân cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần tuổi Bính Thân nỗ lực thì ông trời sẽ trao cho mệnh chủ những thành tích như mong muốn. Trong tháng 4 âm lịch, chuyện làm ăn kinh doanh cũng như công việc của những người tuổi Bính Thân tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Quý âm thủy gặp thân dương kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Cho nên, các gia chủ tuổi Bính Thân ngày nay cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người ở xung quanh mình. Để công việc được thành công và gặp nhiều may mắn, thì các gia chủ tuổi Bính Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Bính Thân trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng 4 âm lịch, kênh Phong Thủy Gia Cát nhắc nhở những người tuổi Bính Thân cần thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của quý gia chủ đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều cái xấu nhòm ngó. Dù sự nghiệp của bản mệnh không có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 4 âm lịch, tuy nhiên, bản mệnh vẫn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, bản mệnh cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Ngoài ra, trong thời điểm này, bản mệnh có nhân duyên tốt, được quý nhân chỉ đường, dẫn lối, giảm bớt được vô khối những khúc đường vòng. Song có thể do bản mệnh tiến quá nhanh khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh tị, đỏ mắt. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, những gia chủ tuổi Bính Thân nên mang bên mình các khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm phong thủy hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy, những người tuổi Bính Thân sẽ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Có quý nhân trợ giúp, chuyện làm ăn buôn bán của bản mệnh tiến triển khá tốt và tìm được nhiều cơ hội phát triển. Trong thời gian này, bản mệnh cũng cần phải tham gia nhiều vào các hoạt động tiệc tùng, xã giao nên chi tiêu tốn kém. Công việc phát triển ổn định nhưng chưa gặt hái được thành quả rõ ràng nên không có thêm các khoản thu nhập. Chính vì vậy, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Nếu đi đúng đường, đúng hướng mà quý nhân chỉ dẫn thì những gia chủ tuổi Bính Thân hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận về tay cao hơn nhiều so với thời gian trước đó. Ngoài ra, trong thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Đặc biệt, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhân lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Bính Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chăn lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng tích cực, xua được tà ma, tăng cường, cắt khí. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thân trong tháng 4 âm lịch có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc. Bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiếu cát lành, vận khí nhân và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm còn giúp cho bản mệnh tăng cường sức khỏe, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát về mặt sức khỏe. Trong tháng 4 âm lịch, những người tuổi Bính Thân có chút bất ổn về sức khỏe. Bản mệnh phải tham gia nhiều bữa tiệc, giao lưu nên chế độ sinh hoạt của bản mệnh có thay đổi. Cho nên, cần chú ý về các bệnh về dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Dù trong tháng, tinh thần của những bản mệnh vui vẻ, đủ sức khỏe dồi dào, có nguồn sinh lực khí, song đừng vì thế mà chủ quan.
bản mệnh vẫn cần phải chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao để tăng cường sức đề kháng cho chính bản thân mình. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát đều hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Bính Thân có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, kết thúc vào ngày 29 tháng 4. Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch, tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 4, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch, nạp sát, Bính Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 4, tức ngày 30 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Mậu Dần. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Thứ nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm để có thể tốt cho công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 4, tức ngày 21 tháng 5 dương lịch, nạp sát, kỷ tỵ, nạp âm, đại lâm mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 4, tức ngày mùng 2 tháng 6 dương lịch, nạp sát, tân tỵ, nạp âm là bạch lạp kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Bính Thân trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện, giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật đến những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.